làm lụng cả đời không bằng tiền lời một lô đất. Điều đó có đúng hay không? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị theo chân chúng tôi và giải đáp câu hỏi đó. Thấy bảo là nên chơi nên trước. Cô đi vắng. Dạ. Dạ. Cô hái đây là cô đang chọc và ấy gốc cây. Cô hái nó nhanh để cô chọn bằng con chị gái cô mang về. Cô ở hẳn trên này rồi à cô? Ờ. Vâng. Hậu đến xuôi lên ạ. Ô nhiễm nhiều chứ còn khí hậu ở đây là nó nhẹ. Là cô bên công trồng 400 cây bơ mà. Mận to chỉ khoảng 200 gốc, mận to mận con cũng tất cả 800 gốc. Ở ngoài trong này mát hơn bên khu chè cô. Ừ. Cô thích ở trong này không? Trong này thích thật đấy, con chưa vào khu trong này bao giờ. Trong này mát, thích còn nó hoang sơ. Vâng. Nó không ảnh hưởng của bê tông, ở ngoài đấy vẫn nắng. Vâng. Nhà cô ở Hà Nội ở Đống Đa. Dạ. Cô nhà cô phố mặt phố. Xong rồi cô lên trên này luôn, em đi du học là cô lên đây. Ờ. Đây, Hà Nội hay có nhu cầu mua đồ đúng không? Vâng. Hay mua đồ để làm homestay hoặc sao? Vâng. À. Của cô đây mà 5-6 năm thì chắc là phải lên mấy lần rồi cô nhỉ? Đất ạ? Vâng. Không nhiều rồi, cho cô bên kia đó ra giả 17 tỷ cơ mà. Thế à, hồi cô mua là bao nhiêu cô? 8 hectare, hồi cô mua là có 1 tỷ rưỡi thôi. Mà bây giờ 17 tỷ. Úi giời, con làm con dâu cô nhá. Đứng anh đâu rồi? Cô nói con nghe đây mai nó hướng về Mộc Châu đó là nếu nó làm cao tốc không ấy. Vâng. Hòa Bình Mộc Châu đất trên này đắt. Càng ngày càng lấy đâu ở quỹ đất rộng này. Vâng. Mà cô thì quan trọng nhất là cô trồng hết cây này rồi này. Vâng. Nay mai có nguồn thu nó ổn định. Thế này một năm được không? Chứ nếu mà nay mai nó phải tiền tỷ. Vâng. Lại không phải con chen. Vâng. Bên con cũng đang làm một cái dự án ở trên này, ở trên tà số. À cái bản cà số á? Vâng. Trong đấy còn hoang sơ đó. Hoang sơ lắm, cô cũng thích lắm, nên cũng thích. Đấy kia trong này. Gần hang táo ấy cô. Ờ đúng rồi. Giờ nên bản đồ dung dịch cái đấy, cà số. Vâng. Hê giống, giống kiểu những người này. Trời ơi, ok. Ngon đấy, với em ăn không muối. Ngon. Vì nào? Nó học. Thế vào cái ngành thấp nhất của cái trường dây rồi. Mặt ạ. Nè, chị Đào hái được 2 quả. Giờ sao bạn? Mình này thiên nhiên ưu đãi thật, có tí khí hậu trong lành sướng nhỉ. Này cô có định lên đây ở không ạ? Cô đang định khi nào cô 70 tuổi có lên đây ở. Lúc đấy giá đất nó cao lắm cô ạ. Em tại sao lại cắt lên đây cắt một mảnh trước ạ? Thì phải mua sẵn nhỉ, lúc đấy nó cao quá cô ạ, mà cắt nó lại khó. Cô phải đầu tư mua trước nhỉ. Đến thời điểm hiện tại, quý vị cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi làm lụng cả đời có bằng tiền lời của một lô đất hay không. Như bài toán mà cô Lan Anh đã thực hiện rất là thành công, khi mà chỉ trong vòng 6 năm, số tiền lời của cô trừ đi số tiền vốn ban đầu thì hiện tại là đã là 15 tỷ tiền lời. Vậy 15 tỷ đấy, nếu như so với làm lụng cả một quãng thời gian khoảng 20 năm của một công nhân viên chức, chắc chắn là nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng để có thể trở thành một nhà đầu tư thành công thì trước hết quý vị nên chọn một cái khu vực có tiềm năng sinh lời cao. Thứ hai là nên chọn nơi có pháp lý rõ ràng. Thứ ba là quý vị nên chọn một đơn vị tư vấn đầu tư thật sự là uy tín. Chúc quý vị sẽ thành những nhà đầu tư thật là thành công.